Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt đầm eo ly xòe zoom như trên theo yêu cầu của các bạn. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt dễ nhất để cho các bạn mới học may hoặc là các bạn chưa học may thì các bạn xem là tự cắt được. Công thức mình hướng dẫn là công thức chung cho tất cả các số đo. Các bạn nhỏ, các bạn mập thì các bạn cứ áp dụng theo công thức cắt được. Các bạn có yêu cầu ý kiến hay thắc mắc gì thì cứ comment ở dưới phần bình luận. Và đừng quên tặng mình một like, đăng ký kênh, nhấn chuông để cập nhật sớm nhất video tiếp theo. Cảm ơn các bạn. Vải để cắt mẫu như trên thì các bạn cần chuẩn bị 2 mét vải khổ rộng từ 150 trở lên. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thực hành mẫu như trên. Trên màn hình là mẫu số đo của chúng ta cắt hôm nay, các bạn xem để dễ hình dung. Mẫu váy này thì chúng ta sẽ cắt phần áo rời, phần váy rời sau đó ráp lại với nhau. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cắt phần áo trước, các bạn gấp vải như này, chúng ta sẽ cắt thân trước áo. Các bạn trải vải bằng khoảng kẻ đường thẳng để lấy tâm điểm. Các bạn kẻ dài áo thì các bạn hạ eo đến đâu thì được tính là dài áo đến đó. Các bạn kẻ hạ eo tức là dài áo từ đỉnh điểm vai xuống đến cách bên trên rốn của các bạn 3 phân. Eo tức là dài áo mẫu của chúng ta là 36 cộng với 2 phân may là 38. Phân may là cho hai đường may đường trên vai 1 phân, đường nối phần áo với váy 1 phân. Các bạn kẻ vai thì bằng công thức vai chia 2 cộng 0,5, vai mẫu là 36 chia 2 cộng 0,5 thì kẻ ngang vai 18,5. Các bạn kẻ vào cổ thì bằng công thức vòng cổ chia 5 cộng 2, vòng cổ mẫu là 34 chia 5 cộng 2 thì chúng ta kẻ vào cổ 8,8. Các bạn kẻ xuống cổ thì bằng vào cổ 8,8. Các bạn kẻ nối hai điểm lại với nhau để vẽ vòng cổ. Các bạn vẽ từ đường thẳng ra đường vòng cổ là 2 phân. Các bạn kẻ xuôi vai thì bằng công thức vai chia 10 cộng 0,5, vai mẫu là 36 chia 10 cộng 0,5 thì kẻ xuôi vai 4 phân 1. Các bạn kẻ nối vào điểm cổ là được đường vai. Các bạn kẻ hạ nách tức là hạ ngực tính từ đường thẳng cổ xuống thì bằng công thức vòng ngực chia 4 trừ 1, ngực mẫu là 84 chia 4 trừ 1 thì chúng ta kẻ hạ nách 20. Các bạn kẻ ngang ngực thì bằng công thức vòng ngực chia 4 cộng với 2 phân cử động là cho vải không co giãn cộng với 2 phân may, ngực mẫu là 84 chia 4 cộng 2 phân cử động cộng 2 phân may thì chúng ta kẻ ngang ngực 25. Từ đầu điểm vai các bạn vào 2 phân kẻ gióng thẳng xuống. Từ đầu điểm vai các bạn kẻ xuống 2/3 để vẽ vòng nách. Các bạn kẻ ngang eo thì sẽ bằng công thức vòng eo chia 4 cộng 2 phân cử động cộng 2 phân may và cộng tiếp với 2 phân để may ly. Eo mẫu là 60 chia 4 cộng 2 phân cử động cộng 2 phân may cộng 2 phân ly thì chúng ta kẻ ngang eo 21. Các bạn kẻ nối lên điểm ngang ngực. Từ đường kẻ phần các bạn lên 1 phân, kẻ trúc xuống 1/3 đường ngang eo. Các bạn kẻ ly thì các bạn chừa 2 phân may bên sườn ra, các bạn chia đôi điểm ngang eo ra đánh dấu vào giữa. Các bạn kẻ dài ly lên đến cách đường ngang ngực 2 phân. Các bạn kẻ ngang ly 2 phân, chúng ta cộng 2 phân để may ly thì kẻ ngang ly 2 phân. Như vậy là chúng ta vẽ xong thân trước, bây giờ thì các bạn cắt ra. Theo công thức là chúng ta đã cộng phân may rồi, các bạn cắt theo đường phần. Các bạn lưu ý riêng đường cổ và đường nách thì các bạn chỉ may đường may 0,7 là đẹp nhất, các bạn may to trên 1 phân thì sẽ bị xấu. Các bạn đánh dấu phần ly sang mặt bên kia như là bên này. Tiếp theo chúng ta sẽ cắt đến thân sau. Thân sau thì các bạn gấp 2 lần vải như này, chúng ta may khóa sau. Từ đầu vải thì các bạn vào 2 phân để chờ đường may khóa.
Các bạn lấy thân trước đặt lên thân sau, mép của thân trước thì song song với đường kẻ vấn của thân sau. Các bạn chải thân trước và thân sau phải có độ bằng phẳng đều nhau thì cắt ra mới bằng nhau và đẹp. Từ đỉnh điểm vai thân trước các bạn gióng thẳng lên 2 phân đánh dấu lại, tức là để chồm vai 2 phân. Chúng ta phải chồm vai thì mặc áo mới đẹp. Các bạn kẻ ngang vai thân sau tính từ đường kẻ vấn ra thì bằng ngang vai thân trước 18,5. Các bạn kẻ vào cổ thân sau tính từ đường kẻ vấn ra thì bằng vào cổ thân trước 8,8. Các bạn xuống cổ thân sau 1, là các bạn không thích xuống cổ thân sau thấp như mẫu thì các bạn xuống 3 phân là cổ bình thường. Còn như mẫu là cổ sau là hình V thấp thì các bạn xuống bằng thân trước là 8,8. Các bạn kẻ nối 2 điểm lại với nhau để vẽ vòng cổ. Các bạn vẽ từ đường thẳng ra đường vòng cổ là 1 phân. Các bạn kẻ xuôi vai thân sau thì giảm 1 phân so với xuôi vai thân trước. Xuôi vai thân trước là 4 phân 1, thân sau giảm 1 là 3 phân 1. Các bạn kẻ nối vào điểm cổ là được đường vai sau. Các bạn đánh dấu điểm ngang ngực và điểm góc nách xuống vải thân sau. Các bạn kẻ ngang ngực thân sau thì bằng ngang ngực thân trước 25. Các bạn kẻ nối từ đầu điểm vai xuống điểm góc nách chúng ta đánh dấu. Từ đầu điểm vai các bạn vào 2 phân kẻ xuống 2/3 để vẽ vòng nách. Vẽ đến đây thì các bạn trải lại thân trước bằng phẳng ra và chúng ta sẽ cắt. Phần dưới các bạn cắt theo thân trước, phần sườn các bạn cũng cắt theo thân trước. Phần trên thì các bạn lại cắt theo đường vấn. Cắt xong thì cái phần gấu thân sau chúng ta sẽ cắt đi 0,5 bởi vì chúng ta cắt theo thân trước là sa vạt 1 phân thì thân sau sẽ cho sa vạt ít hơn thì cắt đi 0,5. Các bạn kẻ ly thân sau là các bạn cũng chừa đường may ra và các bạn cũng chia đôi điểm ngang eo ra. Các bạn kẻ dài ly lên đến đường ngang ngực và kẻ ngang ly là 2 phân. Như vậy là chúng ta đã cắt xong phần áo thì chúng ta sẽ cắt tiếp đến ngay cái phần váy. Phần váy thì các bạn cắt thân sau luôn, các bạn gấp và như này để chúng ta may khóa sau. Các bạn đặt ở dưới cái phần áo thân sau, các bạn chia cái phần ngang eo của thân sau ra làm 3 và các bạn sẽ lấy từ mép thân trước ra là bằng 1/3 cộng với 2 để zoom. Cái phần này là để zoom vào. Các bạn kẻ dài váy thì tổng dài váy của chúng ta là 106 trừ đi 36 phân cái phần dài áo rồi thì còn lại phần dài váy là 70 và cộng với 2 phân may thì chúng ta kẻ dài váy là 72. Các bạn kẻ ngang gấu thì các bạn sẽ đo cái phần trên ngang eo này, các bạn gióng thẳng xuống phần ngang gấu và cộng thêm 3 phân để cho có độ xòe đẹp. Các bạn kẻ nối 2 điểm lại với nhau. Từ đường kẻ vấn các bạn lên 1/2, các bạn kẻ chúc xuống 1/3 đường ngang gấu. Như vậy là chúng ta vẽ xong phần váy của thân sau. Bây giờ thì các bạn sẽ cắt ra và chúng ta sẽ cắt đến phần váy thân trước. Các bạn may zoom vào nối với thân sau như này. Theo chúng ta cắt đến váy thân sau thì các bạn trải cái phần áo thân trước ra và các bạn sẽ gấp vải thân trước như này. Các bạn cũng gấp vải vào và đặt song song với phần áo thân trước. Các bạn kẻ dài váy thân sau thì bằng dài váy thân trước là 72. Từ mép áo thân trước thì các bạn cũng kẻ ra bằng 1/3 đường ngang eo cộng 2. Và xuống phần gấu thì các bạn cũng cộng gióng thẳng xuống phần gấu và cộng thêm 3. Các bạn cũng từ đường kẻ vấn cũng lên 1/5, kẻ chúc xuống 1/3 đường ngang gấu. Các bạn kẻ xong thì các bạn cũng cắt ra như vậy là sẽ xong cái phần váy thân trước.
Vậy là chúng ta cắt xong phần váy áo, tiếp theo để cắt đến phần ống tay. Ống tay thì các bạn gấp hai lần vải như này và gấp tiếp một lần như này nữa, chúng ta cắt một lần là được hai ống tay. Các bạn kẻ đường thẳng để lấy tâm điểm. Các bạn kẻ dài tay thì sẽ bằng dài tay cộng với hai vân may. Dài tay mẫu là 18 cộng với 2 thì kẻ dài tay 20. Các bạn kẻ ngang tay thì sẽ bằng hạ nách trừ 1. Hạ nách mẫu là 20, kẻ ngang tay trừ 1 là 19. Các bạn kẻ xuống tay tức là để vẽ vòng nách ở tay thì sẽ bằng hạ nách chia 2 cộng 4. Hạ nách mẫu là 20 chia 2 cộng 4 thì kẻ xuống tay 14. Điểm 14 các bạn chia ra làm 2, đánh dấu vào giữa. Từ đầu vải các bạn vào 4 phân, các bạn kẻ nối từ điểm này lên, các bạn vẽ vòng nách. Phần dưới thì các bạn vẽ ra 0,5, lên đến phần trên thì vẽ vòng ra 1 phân. Các bạn kẻ ngang cửa tay thì sẽ kẻ bằng ngang tay trừ 1. Các bạn kẻ nối lên điểm ngang tay. Từ đường kẻ phần các bạn lên 1 phân rưỡi, các bạn kẻ trúc xuống như này. Vẽ đến đây thì các bạn sẽ cắt ống tay ra. Cắt xong thì các bạn sẽ trải ống tay ra và các bạn sẽ cắt bỏ một bên của ống tay đi như này. Phần cắt bỏ đi là 1 phân rưỡi, các bạn đánh dấu cái bên cắt bỏ đi. Khi may thì bắt buộc các bạn phải may cái phần đánh dấu này ra phía trước áo. Phần ống tay thì các bạn may chun zoom vào hoặc tùy theo các bạn thích để thẳng hoặc là theo các bạn sáng tạo. Vậy là chúng ta cắt xong, bây giờ mình hướng dẫn qua các bạn cách may ghép. Thì các bạn sẽ may zoom vải và ghép thân phần váy với phần áo và phần sau may khóa. Và thân trước thì các bạn cũng may ghép phần áo với váy và các bạn may ghép thân trước với thân sau. Các bạn may ống tay và các bạn may viền cổ là xong. Mẫu này thì may rất là nhanh và dễ, quan trọng là các bạn cứ cắt được, đến khi đó thì các bạn sẽ tự may ghép được một cách dễ dàng. Và như vậy là chúng ta đã cắt xong mẫu của ngày hôm nay. Và video hôm nay của mình đến đây là hết. Các bạn nhớ like, share, đăng ký kênh, nhấn chuông để cập nhật sớm nhất video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.